chớ tưởng kéo dài sớm tươi chiều heo xưa nay một đường. Từ đây đến chuyện âm dương, con ơi còn lắm sầu thương trong đời. Thấy con qua bước nhiều nơi, khiến lòng Phật tở như hồi sống sao. Đã thông nhân quả thế nào, nhưng thương con vẫn không sao nén lầm. Con ơi đời tạm dài xong, giữa con cùng Phật mới hồng an vui. Ngàn vàng giá mấy con ơi, không bằng cứu được một người thế gian. Liễu lượng đến nát tim gan, khác gì đời Phật mấy ngàn năm xưa. Một khi nổi gió xa mưa, giọt sầu rơi rất đến tơ tả lòng. Con ơi mượn đạo tan bồng, làm nơi nghỉ cánh để hồng bay xa. Chỉ đường kẻ lạc xa cha, để cùng gặp gỡ ấy là ý mong. Con ơi vàng ở sông trong, chúng sanh cần phải ra công bới tìm. Thấy đời chưa rõ Phật điềm, con đau chính Phật cũng kim châm lòng. Sầu Tây chưa dứt sầu đông, đây vừa ngưng lệ kia dòng châu rơi. Con ơi lửa chẳng một nơi, mà đâu cũng khói lộp trời ơi con. Đến khi biển cạn non mòn, từ đây sự thế lắm còn chuyện luân. Kẻ nào vội vã vui mừng, chỉ là chuốc lấy vào thân quả sầu. Con ơi cha thảm con rầu, không riêng danh lợi vì câu bi tình. Hẹn đời đến cảnh thái bình, nếu chưa nên được lòng mình chưa vui. Lòng buồn không lúc nào nguôi, nhưng ngoài mặt vẫn bãi bui với đời. Con ơi này trẻ con ơi, thấy con đạm bạc xứ người mà đau. Chẳng ham danh vị sang giàu, chỉ vì yêu khắp đâu đâu dân tình. Ngày này có Phật ứng thinh, chẳng vì qua bước vì tình đã lâu. Con ơi với lẽ nhiệm màu, vì con mọi việc đuối đầu lộ ra. Lấy đây làm mực gần xa, thức dân ở trong cõi ta bà tình tâm. Đúa chen trong giấc mộng nằm, đời muốn qua lệ ở trong tầm mắt nhiều. Con ơi còn lắm nguy nghèo, đời như chỉ mảnh mà treo chuông vàng. Lo lường sao khỏi lầm than, hoàn cầu chỉ cách tất gan xa gì.
muốn ai cũng học từ bi để làm cho khắp người quy đường lành. Nếu còn lắm kẻ ác sanh thì không thể có bình thánh bao giờ. Con ơi ngài rối cuộc cờ, tưởng bình sống chết ở trong giờ khắc thôi. Nhìn đời Phật bắt châu ôi, biết sao cứu hết khắp người thế gian. Cánh hoa biết nó sắp tàn, hương thơm sắc đẹp có làm chi vinh. Con ơi khuyên chúng sửa mình, chớ tham danh lợi quên tình anh em. Dù cho có lâm luốc lem cũng nên chùi rửa, chớ làm thêm nhơ. Dịp mai nếu để thờ ơ, qua rồi kiếm lại bao giờ cho ra. Đường về gặp Phật Thích Ca, ngày nay rất dễ hơn là ngày xưa. Thị thành đến xóm làng thưa, nơi đâu cũng có kẻ cho lời lành. Biết bao Bồ Tát giáng sanh, tùy phương hóa độ dân tình khắp nơi. Thế gian đua việc ăn chơi, Phật tiên lo sự cứu đời không ngưng. Con ơi phải biết gìn thân, thường luôn phản tính là chân thánh hiền. Chẳng quên xét hậu suy tiền, lỗi lầm đâu khiến lưu chuyện dài lâu. Đạo luôn chẳng lấp mới sâu, một mối hai dập thì đâu nên hồ. Cây già đành phải cây khô, chưa già không tưới cũng trơ héo cành. Con ơi tu phải cho thành, chớ làm lấy có chỉ nhanh nhọc công. Ngày này gói ghém không xong, mốt mai đôi khỏi chất chồng bề nhê. Gặp cơ không cởi gió về, để khi ngược nước chân lễ sao rồi. Con ơi Phật cảnh có ngôi, trần gian không chỗ nào ngồi cho yên. Bước cùng của cõi phàm duyên, không tìm đấy hỏi còn nghiêng chỗ nào. Mất tàu né thẳng thì đau, nhưng không nhờ thế làm sao nên hình. Mọi lời trong các kệ kinh, nói chung chớ chẳng cố tình riêng ai. Hiểu sâu với nghĩa nhân loài, mới không lầm ý của bài kệ cơ. Con ơi trong buổi ban sơ, khó thông nhưng ráng có giờ sẽ khai. Phật xưa khi ở trần ai, lạc lầm cũng đã nhiều ngày lắm con. Nhưng không để chí hao mòn, ý nguyện chưa toại vẫn còn tiếng tu. Cho nên tự chung âm u, tiến ra đến chỗ một màu sáng trưng.
Con ơi chướng ngại bao tầng, với lòng anh dũng con đừng chịu thua. Càng nhiều quay gỡ đuổi xua, càng làm chi khi con thừa mạnh ra. Con ơi giờ cũng canh ba, mắt con lệ đổ trời xa mưa dầm. Phòng riêng con khó yên nằm, Tây Đại Phật cũng như bầm nát gan. Mượn lời không bóng kêu vang, gọi là ai an ủi bước đàn của con. Dù sao cái gánh nước non, cái đại nhân loại vẫn còn trên thân. Con ơi rào bước xa gần, tuy muôn biên quá chưa từng mất căn. Thì còn hiến xác cho trần, khiến lòng Phật tở như dần đẩy con. Từ đây đến rạng đầu non, đã rơi lắm cục đường còn nhiều gai. Con ơi dù phải giảng dài, nên vui chịu xác ốm gầy vì dân. Thường đêm con não này thân, nằm yên khó ngủ rảo chân thêm buồn. Nhìn đời như hát bài tuồng, nơi nào con cũng như suông nghệ người. Bên tai con vẫn đầy lời nọ kia của thế chưa hồi nào mây. Lời con xưa đã hẹn thề, lòng con nay vẫn chưa hề bỏ quên. Chẳng ham lừng lẫy tuổi tên, chỉ ham lời chung là tình của con. Cánh chày mài có lòng son, anh màu thêm hiển ngọc còn chi son. Con ơi biển rộng còn đó, lòng thương sanh chúng khó dò lắm con. Tuy là thân xác gây mòn, nhưng tâm hồn ấy núi non đâu bì. Thấy con muốn viết chịu lì khiêng, cho các đấng từ bi cảm lòng. Nào đâu một lúc gây chông, mà luôn đã sự cái nồng hỡi con. Chắc chúa nay cũng vẫn còn đường xa ở trẻ chứ mòn mỏi tâm. Phật đài lấy lẽ thầm thâm, khuyên đời chớ vội mà lầm ở con. Cứu dân bổn nguyện chưa tròn, muôn thân cũng bỏ một thân quán gì. Thế là mới thật từ bi, và không trái mối đạo nghi Phật xưa. Con ơi khó sánh sao vừa, tấm lòng của kẻ mến ưa tu hành. Những người nuôi chí cao thanh, chỉ lo giúp chúng lợi danh không màng. Ngược đường của kẻ thế gian, cho nên khổ não vương mang lạ thường.
Phần con nôi gót Phật đường, lúc nào cũng nhớ treo gương cho đời. Con ơi này trẻ con ơi, khi con bị lụy Phật trời súng sang, cánh chạy mỏi kẻ ngu an, riêng con thao thức Phật càng đồng tâm. Lòng con thường có nói thầm, đời chưa giác ngộ, giấc nằm chưa yên. Con đừng buồn thiếu đạo duyên, đạo duyên đã có muôn niên đến giờ. Vầng trăng tuy lắm mây mờ, nhưng nào đâu phải hết cơ giúp đời. Bên lòng tiên tới con ơi, nấc thang vị quả tột dời ráng leo. Cung thần ngăn xoáy trừ bêu, con ơi tìm cách đi gỡ eo cho trần. Một thân nào phải một thân, trên đường dắt chúng nên cân lấy mình. Tử vì tất cả chúng sinh, sinh vì tất cả sanh linh khổ nạn. Con ơi cô phá rộng đàn, cho dân Nam Bắc bớt càng trong gai. Riêng thân hiếu quạnh đâu nài, dân tình đầy đó là cái loài mời đau. Biết bao nhiêu cảnh máu đào, nhưng còn có một ngày nào thảm hơn. Nếu ai cũng lấy lòng nhân, lửa binh đâu cháy râu rần khắp nơi. Con ơi cho đến nạn trời, cũng do lòng ác của người sanh ra. Muốn cho mưa thuận gió hòa, lòng dân khắp chỗ phải là hiền lương. Xưa nay hiền thánh mười phương, cũng vì muốn thế mà trương đảo màu. Con ơi việc chữa vào đâu, giữa đường bỏ xác biết bao nhiêu người. Nguyện đem thân hiến cho đời, khổ hay là chết vẫn vui không buồn. Miệng sao bổn nguyện tròn vuông, dù hy sinh đến dư muôn cũng đành. Con ơi nem xác rừng xanh, làm mồi cho thu để dành duyên sao. Biển sâu chớ lượng bằng ngao, lấy phàm tâm khó hiểu vào thánh tâm. Khổ dân còn kéo dài năm, đường duyên còn phải mở tầm thước ra. Thấy con vì đạo xa nhà, vì dân xa mẹ xót xa Phật đường. Buồn khi gió ngược bùm trương, đau khi gánh nặng mà đường nhiều gai. Nặng nề với khách trần ai, chưa đi đến chốn gốc hài chưa ngưng. Tâm hồn qua mến muôn dân, cho nên chẳng kể mọi chân là gì. Con ơi sen ở Liên Trì, tên con rạng rỡ như khi trăng rằm.
muốn cho chúng khỏi mê lầm, mà con từng phương tiện lóc lăng khắp cùng nhìn con lầm Phật như nung. Muốn con sớm toại nguyện cùng về đây, ngày nào bên cạnh Như Lai. Vắng con là cõi trần ai còn sầu, tình riêng chẳng nói chi đâu. Việc chung nên mới âu sầu ở con ơi non biển cạn mòn. Từ bi chi ấy vẫn còn như xưa, trần hoàng dưới lớp nắng mưa, sắc màu không đổi từ xưa ít người. Dạy cho dân rõ đạo đời, luôn treo gương thiện cho người năm châu. Khổ thân dù có bao lâu, cũng vui chịu hết không câu trách hờn. Hiểu thông định luật tuần hoàn, không phiền trời đất chẳng hờn thế gian. Con ơi đem cả tim gan hiền cho nhân loại đã toan lâu rồi. Giờ đây sắp đến đổi đời, lòng hy sinh phải hơn thời xưa qua. Biến thiên việc ấy không xa, nhưng buồn cõi thấy ít nhà lo tu. Bị đời quỷ quyết làm ngu, sống trong thị dục như mù đi đêm. Bể sâu thuyền chất khẩm thêm, kinh nguy ba bội ổn yên nhất phần. Con ơi khuyên chúng tác lần, chớ tham chợ lắm bỏ thân giữa vời. Khẩm thuyền lại gặp xấu trời, mạng căng da kém hơn nơi bọt bèo. Việc tu dân chung quá nghèo, cho nên khó tránh nạn yêu của trời. Từ đây đến đổi mới đời, chúng sanh như cá nằm phơi giữa đồng. Riêng con nước mắt nhỏ ròng, mười phương các Phật cũng không yên ngồi. Phép thần mượn tiếng trên khơi, khiến con bất thảm để lời khuyên dân. Con ơi mau bước ra sân, nhìn lên trời sẽ thấy vừng mây che. Lỡ mờ như khuất màn the, bóng người trong ấy chính là anh con. Khối tình thương trẻ giường non, muôn năm qua chẳng hao mòn tóc tơ. Vì con giải đủ quyền cơ, muốn con giúp được người nhờ khắp nơi. Giúp đời việc cả con ơi, giúp con cùng chẳng phải chơi đâu là. Dừng mây lưng đứng lạ đà, bóng người ẩn hiện nói ra sao cùng. Tai nghe như tiếng hồng chung, những lời từ nãy bóng dưng đổi lời. Từ đâu trên nửa lưng trời, tiếng vang như sấm còn lời như châu. Lời rằng Nam Bắc nhất câu, Đông Tây nhị nghĩa đĩa cầu rung rinh.
Phật linh ma nó cùng linh, đua nhau dùng phép sát sinh nhân loài. Chánh đường chỉ một không hai, đạo màu nắm chặt khỏi ngày thế lương. Ví dụ ít kẻ bán đường, con thuyền tỉnh độ chứ buông mây chèo. Thời xưa cứ vẫn đi theo, một ngày kia sẽ có nhiều người nghe. Non thần dù lắm tiếng ve, chuyện người dưới thế vẫn nghe đủ lời. Cổ kim tình chẳng xe lơi, nhân cơ Phật ứng đem lời phụ theo. Giáng truân mấy cũng ráng đeo, chỉ leo qua một vài đèo nữa thôi. Tiếng này vừa dứt xong rồi, Phật liền giải tiếp những lời vừa qua. Con ơi, người ấy lâu xa, cùng con đã có trải qua bao đời. Nỗi niềm cốt nhục không rời, đến lòng cứu thế cũng thời như xưa. Thương con non biển không vừa, lúc nào cũng vẫn lầm hờ bên con. Phần con ráng giữ cho tròn, chớ anh con vẫn không mòn nghĩa nhân. Nước nhà đã đáp tròn ân, đạo đời cũng xử vẹn phần từ lâu. Nay vì nghiệp chúng hoàn cầu, cùng con kiếp chót đâm chầu Như Lai. Dịp này có một không hai, ráng bồi công đức chờ ngày quy nguyên. Hung sùng mê muội muôn thiên, tĩnh tâm làm việc lương hiền mấy ai. Trải duyên mây cũng chớ nài, giống lành cô rải chờ ngày nở hoa. Nếu con chẳng giả nai hà, kiếp chày sẽ giúp mấy người ta được nhiều. Một lời con trẻ réo kêu, muôn xe châu ngọc đem treo không vừa. Khó làm khắp hết người ưa, chớ buồn kẻ chẳng muối dưa như mình. Tuy nhiên lại giống hữu tình, có ngày họ sẽ sửa mình ở con. Nhớ câu nước chảy đá mòn, giấc mê mấy gọi mãi còn tỉnh ra. Con ơi chớ bỏ người ta, kiếp này là chót ráng mà thi công. Với đời mỗi vật đều không, với người phải nhớ đầy lòng yêu thương. Làm cho ai cũng hiền lương, biết lo giúp đỡ, biết nhường nhịn nhau. Con ơi, dù khác sắc màu, cũng là sanh chúng hai vào lòng thương. Từ bi rộng lớn không lường, muốn con cùng được chung giường từ bi. Lão đau mây chẳng quản gì, miễn là chữa được vết tì nhân gian. Ngài về nơi chốn lạc ban, rất mong con dắt được ngàn muôn dân.
Con ơi nơi bến mê tân, con là một của muôn nhân duyên đời. Lần này cho đến mòn hơi, lúc nào cũng nhớ hiến đời cho dân. Đắng cay để phúc cho trần là điều hiếm có, chớ phân vẫn dài. Ngày nay như đã bao ngày, con từng vì chúng chịu cái khổ đời. Con ơi này trẻ con ơi, nhớ theo đúng lý của người mẹ con. Quản chi thân xác hao mòn, miệng làm mà cho khắp muôn dân hưởng nhờ. Từ xưa đâu phải mới giờ, đã thề độ thế chưa cơ nào ngần. Nhiều lần gặp cuộc dừng dưng, lòng con như một chưa từng đổi thay. Xưa sau nay vậy chớ phai, chưa đi đến chốn đừng quay lối đường. Con đau sầu Phật hiểu tường, lúc nào Phật cũng ở bên giường của con. Lời lành nung đúc tim son, trẻ chưa nên phận Phật con lắng lo. Mỗi thiền vẫn được thơm tho, mặc dù trong cảnh ngao cò bấy lâu. Càng bao cay đắng âu sầu, càng cho đời hiểu lý màu Phật gia. Con ơi trong cõi người ta, mèo mưu thê mây vẫn là chúng sanh. Nếu không tâm hướng nẻo lành, thì còn mãi cuộc tranh giành món ăn. Thử xem nơi đám rủi lằn, rồi nhìn lại kẻ học hằng hiện nay. Khác nhau chỉ có hình hài, chớ trong ý dục một bài như nhau. Hại người để cướp sang giàu, khiến người đau khổ không nào núng lòng. Nhìn vào nơi cõi trần hồng, thật người thì ít mũi mong nhiều hơn. Thế nên khắp hết chữ nhân, nạn tai chịu lẫn chưa ngừng phúc nào. Con ơi đang lúc ba đào, khắp trên mặt biển chỗ nào ổn yên. Thuyền chìm hoặc lẻ thuyền nghiêng, khác nhau chỗ đó còn phiền như nhau. Tâm trần càng lắm tự cao, càng đưa nhau đến máu đau nhiều hơn. Tranh tài chứ chẳng tranh nhân, chấp nê từ việc tranh hơn tự lời. Thế nên lòng đất lỡ trời, bất ngờ giây phút loài người tan quang. Chớ chi mà khắp thế gian, trọng nhân hơn trọng bạc vàng thì yên. Nói ra thêm thảm thêm phiền, người đời đa số trọng tiền là hơn. Coi thường những việc nghĩa ơn, giết người lấy của không ngần ngại chi. Mặc dù người có lương tri, sanh cùng ác thú có gì hơn đâu. Cho nên trong cuộc bể dâu, ác lại ác báo chạy đâu khỏi trời.
muốn sao ai cũng tin đời, đua nhau hành thiện khỏi hồi biển thiên. Con ơi xưa đã trót nguyện, ráng tìm cứu kẻ hữu duyên Phật đài. Chớ ngờ thế cuộc kéo dài, mái chèo bát nhã ngơ ngoài bể sâu. Ngày qua mau chóng chẳng lâu, nếu không liệu trước sau ôi muộn màng. Rung chuông tình mộng trần gian, đài sen thấy được mới toàn mang căng. Bớt đi những thoái hung hăng, sớm chiều ráng tập lòng hằng thiện lương. Thấy người bệnh tật biết thương, gặp ai đôi khó biết nhường miếng ăn. Không cần mặc áo nhà tăng, đầy lòng nhân ái cũng thăng Phật đài. Chớ nên trao trĩa bề ngoài, cần nên dọn dẹp dồi mài bên trong. Nói làm phải được dung thông, chớ nên nói có làm không bất thành. Nếu cho cuộc tạm mỏng mạnh, đạo màu cần phải phụng hành ngày đêm. Biển trận sóng gió chưa êm, khổ đời càng lúc càng thêm chưa ngừng. Hại nhau tiếng Phật báo đừng, những người đời chẳng chịu ngừng gươm đau. Con ơi cùng một thay bào, phải nên thương mến nỡ nào ghét dơ. Ngoài hiên luôn có kẻ chờ, trong nhà lộn xộn vào quơ vét đồ. Hiển nhiên đâu phải mơ hồ, hãy mau bỏ lối ngao cò ấy đi. Chớ nên bắt ngu bắt tì, cần tha thứ hết những gì lỗi qua. Làm cho thông nhất trong nhà, để cho trở lại bình hòa như xưa. Cửa nhà tan nát thấy chưa, không lo tu bổ còn cưa rúi mè. Giảng hòa nếu chẳng chịu nghe, có ngày không giải để che bọc mình. Sẽ còn bị kẻ nhạo khinh, thì như súc vật mặc tình khiến sai. Làm người ai cũng như ai, chớ nên sống dưới gót dài người ta. Gương hùng xưa của ông cha, học theo cho xứng con nhà rồng tiên. Con ơi xem cảnh tùy duyên, liệu bày thức tình khắp miền trần gian. Nghèo hèn với bậc giàu sang, cũng nên đối đãi đồng hàng như nhau. Dẹp tâm cô chấp sắc màu, con người ai cũng như nhau. Con người lấy lòng bình đẳng tốt tươi, giúp nhau hơn việc khinh cười lẫn nhau. Tinh thần càng giác ngộ cao, lại càng biết kính trọng nhau hơn nhiều. Thân người khó tạo bấy nhiêu, thì càng nên trọng chớ điều chi khinh. Càng bao mực sông bất bình, càng nên sáng phẳng cho xin con người.
mong sao tạo được cuộc đời chẳng ai đau khổ không người ngu mê. Được dày sanh cõi liên quê như trăng với nước chẳng hề khác nhau. Con ơi trong cảnh trần lao chúng sanh lăn lộn chừng nào mới thôi, xưa nay cứ mãi luân hồi trả dài nghiệp hoặc cũng lối không ngừng, có thân chẳng liệu lấy thân. Chúng quy đưa đến một phần vô duyên, hiện thân hưởng của nghiệp tiền, lại sanh chịu lấy ác duyên đương đời. Chúng sanh trong lúc hiện thời, sao không nghĩ đến cuộc đời mai sau? Luật nhân quả chẳng sai đâu, ác sanh nhất định đau đầu ác lai. Mê trần nên mê bào thai, chứ không phải tự nhiên đài ra đâu. Sanh ra nơi cõi mê sầu, suốt đời có thấy ai đâu lạc nhàn. Cánh hoa hết nở rồi tàn nữa, chẳng xấu bỏ cắn ngang lạ thường. Xác thân xét lại tận tường, cùng quá kia cũng một đường khác chi. Mây trần không ngất phụ di, chúng sanh chẳng thấy những gì xa xôi. Thế gian này lỡ mây bồi, Phật đài luôn được an ngồi bình thân. Cũng do lòng chẳng mê trần nên không luân lạc xây dần trong mê. Lòng ưa nơi cõi liên quê cho nên thân được giữa cây đài sen. Chơi bùng nên mê lắm đen, nước trong rửa mãi đâu quen ngủ mình. Dù ai cam dỗ mặt tình, phận mình cứ giữ cho tinh tấn lòng. Đường về cõi Phật chưa thông, nguyện chưa nguôi được tấm lòng mộ tu. Lột cho sạch hết lớp ngu, để không còn một mờ lũ sai lầm. Cổ công rút hết ruột tâm, bảo thân cho đến mập mầm cánh bay. Muốn về gặp Đức Như Lai, bao nhiêu tội lỗi thẳng tay trị trần. Càng làm cho nhẹ được thân, thì càng chống bước đến gần đài sen. Những điều lòng mến và quen, nhất thời khó bỏ ráng kiên nhiều ngày. Việc tu không phải một giây, mà là cần phải tu hoài cho nên. Con ơi nếu chẳng chí bền, đạo màu khó đoạt Phật tiên khó gần. Chuông vàng trong có tiên ngân, khá khuyên sanh chung hãy cần đánh ra. Từ bi hơn giá ngọc ngà, chúng sanh ráng tạo nên nhà từ bi. Tuy làm đạo pháp vô vi, mà trong vạn vật không chi sánh bằng. Nhớ nên quán niệm ngày hằng, mỗi mảnh nắm được bốn căn minh tường. Đêm qua thì có thái dương,
lối mê rồi được thấy đường giác quan, trần ai đã lắm nhộn nhàng. Sớm rời sớm được lạc an chân thần, từ bi đã gọi bao lần, lần này nếu chẳng tu thân còn gì. Đợi ngày thế giới biến di, vội vàng bái Phật quy y muộn màng. Lòng dân không thuận một đàn, sớm hay là muộn sẽ tan nát nhà. Đông Tây sự chẳng ông hòa, nhân sanh thế giới như là tơ treo. Nhìn qua cuộc thế mộng mèo, ngày đêm như thể ai thiêu đốt lòng. Bao nhiêu cây có quá không, thường cho sanh chung luôn công tạo thành. Phước duyên người chẳng chịu dành, cứ dành tội ác cho sanh quả sầu. Nên hư nhà chẳng dựng lâu, ác tâm khó tránh khỏi sầu khổ thân. Cảnh nguy nhân loại rất gần, mọi người hãy ráng ân cần sự tu. Chớ nên kết oán gây thù, để cho nghiệp báo không thu hút mình. Dân không thù oán nước bình, người cùng tha thứ an ninh hoàn cầu. Trời lai đất chuyển mặt dầu, thiện nhân vẫn được trong bầu an cư. Mắt phàm thấy thật mà hư, thấy hư mà thật, ngôn từ khó phân. Xưa nay bao cuộc tẩy trần, chứ nào phải mới một lần này đâu. Biển sông đổi lại còn dâu, núi non biên quá ruộng dâu đậm bằng. Chớ không luôn được bình thanh, chúng sanh vì thế mạng canh mộng manh. Nguyên nhân tội ác như thành, cho nên không được bình thanh đời này. Trái mùi phải rụng khỏi cây, đời tàn không thể giữ thấy trưởng tồn. Con ơi nên lấy từ ngôn, khuyên người sớm biết trọng tôn sự lành. Qua cơn biến đổi tan tành, gặp đời bình trị sống sanh lâu dài. Cõi lành không có nạn tay, người xem người thể chân tay ruột ra. No cơm ấm áo mọi nhà, sống trong vui sướng ông hòa thường niên. Nếu tu đạt mức siêu nhiên, thức thần trong cánh hoa liên tốt vời. Ngoài dòng định luật đất trời, không còn sanh tử đeo nơi thân mình. Hoàn toàn khỏi cảnh u minh, chẳng điều chi trói buộc mình vào đâu. Tự do mở tự do thâu, làm thầy gián vật ở trong bầu chuyển luân. Trường tồn với cái chân thân, quỷ mà đâu dám đến gần phá phanh. Muốn cho ai cũng tu hành, để về đến chốn tốt lành này đây. Ở ăn chi lắm tà tay, cho đài đỏ hết kiếp này kiếp sau. Chỉ vài ly có một hào, trả ra mười lượng chân nào cho tiêu.
lắm người biết quý làm liều, chỉ tham trước mắt hay quên điều sau lưng. Mê đời không giữ được thân, cái mê ấy có phải đành hay không? Vì mê thân khổ chập chồng, linh hồn vô đó mà không nhẹ nhàng. Sống trong muôn giấc mơ màng, cứ cho là thật người càng thêm mê. Bước sai khô trở lộn về, hết thân này lấy đến kề thân sau. Chúng sanh khá tịnh cho mau, ở ngoài cõi tạm còn bao cánh màu, không tu cõi Phật khó chầu. Nếu tu thì phải thật cầu siêu sinh, trọn đời giữ một đức tin, mặc tình sóng gió gặp ghềnh đến đâu. Bao nhiêu hoặc loạn trong đầu, tập trung trí não để hầu bình ninh. Phải luôn tự xét lòng mình, để ngăn ác niệm chực rình ngày đêm. Sống tâm khi được lặng êm, trời xanh sao sáng hiện lên rõ ràng. Nhớ câu vạn sự đầu nan, nếu không kiên chi giữa đàn hồng ngay. Khả khuyên khắp hết gáy trai, thuyền chèo tới bên chứ hoài nửa sông. Đầu tiên khó định được lòng, đến rồi vạn sự đều thông chớ ngờ. Sau khi thật tình giấc mơ, thấy nghe rõ rệt hơn giờ say mê. Thức ra rất khó muôn bề, vì người đã quá ngủ mê lâu rồi. Lắm rồi đâu phải dễ bôi, chùi ra há dễ một hồi mà nên. Những điều nhớ rất khó quên, muốn quên phải có chí bền mới xong. Người hay bị cánh buộc lòng, khiến cho vạn sự đều tùng cánh ra. Bao nhiêu nhờ xấu giải tà, cũng đều do chỗ ấy mà phát sinh. Nếu làm chủ được lòng mình, tất không bị cảnh dỗ dành đường công. Nhớ câu vạn sự giải không, tâm vô nhất vật mới hồng quy chân. Kể kinh nhiều tở lắm sân, chung quy cũng dạy chữ nhân chủ lòng. Muốn tu cho được thành công, nhớ ghi điều ấy chớ hồng lãng quên. Tại gia hành đạo cũng nên, không cần cố chấp chùa đền cấp am. Hứa tu thì phải y làm, ở phàm lòng chẳng nhiễm phàm là tu. Phải tu với kẻ phàm phu, chớ tu với Phật bỏ lui người phàm. Việc chi Phật cũng đã kham, chỉ lo cho kẻ tục phàm chưa xong. Thiếu ngoài thiếu cả bên trong, đạo chưa xong đạo đời chưa xong đời. Nên cần giúp họ đến nơi, phải làm như thế là người thật tu. Tu là cứu kẻ phàm phu, chớ ngồi một chỗ mà cầu Như Lai.
phù sanh biết chẳng kéo dài, càng lo đổ chúng khỏi ngày lao đao. Vừa tu vừa đổ cho mau, đừng chờ giữ của mới cho ăn mày. Có tài thì bố thí tài, đức thì thi đức cho ai đang cần. Nhiều khi còn phải thí thân, cứu người trong lúc lâm dòng nạn tai. Từ bi chớ tiếc với ai, việc chỉ giúp được giúp ngay cho người. Không riêng giúp chúng bằng lời, mà còn giúp của cho đời ấm no. Thấy ai có việc sợ lo, thì tìm đủ cách giúp cho an lòng. Tu không chỉ nói cho thông, phải làm cho đúng như trong giáo truyền. Làm gương cho thế trước tiên, mới là khiến kẻ lầm nghiêng theo mình. Con ơi là giống hữu tình, cố khuyên họ sẽ như mình tỉnh ra. Xưa con còn nhớ chăng là, buổi đầu con cũng hơ hà như ai. Phật khuyên chẳng để vào tay, cứ mê đắm cuộc các đài thế gian. Trải qua lắm buổi tân toan, sau cùng mới hướng theo đàn Phật khuyên. Tính rồi biết rắm sâu duyên, nên qua nhiều kiếp không điên đảo lòng. Tâm con cùng Phật dung thông, lúc nào cũng mở rộng lòng từ bi. Con tìm được lối thoát ly, thì người cũng có thể đi trở về. Ráng khuyên người tỉnh giấc mê, như xưa Phật đã vỗ về lấy con. Quản chi thân xác mất còn, miễn là cứu chúng qua cơn tai nạn. Biết ơn hay chẳng không màng, cứ soi cho sang khắp đi đàn người đi. Thì ai còn quá mê si, nên thương chớ có điều gì bị khinh. Thoảng như người có chửi mình, cũng nên tha thứ chớ nên oán hờn. Việc nào cũng có nhân duyên, hận người tất bị người hận. Chẳng không có câu hình dài bóng công, làm hung nhất định khó trong gặp hiền. Nhiều người nhà ở phương xa, cũng tìm đến chỗ anh ta nghe đàn. Nhưng anh lại thiếu lòng nhân, thấy ai xùi bại tay chân anh cười. Anh thường hay bảo mọi người, đừng cho sủi bại gần nơi anh đàn. Ít lâu sau có một hôm, bỗng nhiên anh thấy tay chân nặng nề. Cả thân đều rất mỏi mệt, thuốc men thư uống thư thoa không ngừng. Tuy nhiên chứng bệnh không dừng, lần lần đến thật tay chân xùi què, hết còn đống đầy ngô ngoe.
cây đơn đành bỏ hết khoe tài đơn, gần xa đều dậy tiếng đồn. Cho rằng anh bị trời hành tội khinh, mới cười người kế cười mình, lục nhân hòa chớ lòng khinh ma lầm. Giữ lạnh các việc vô tâm, chúng sanh ráng tạo lấy mầm tốt tươi. Con ơi con nhớ khuyên người, càng làm ác lắm mới càng dời quá mau. Trong khi loạn lạc binh đau, càng làm hung ác ấy càng mau hại mình. Hiện thân đã chịu khổ hình, lại sanh còn gặp muôn nghìn lao lung. Chạy không ra khỏi vòng cung, đi đâu người cũng mang lòng đi theo. Lòng hiền thì có hiền đeo, lòng hung thì có hung đeo bên thân. Chúng sanh đau khổ vui ngần, nên làm hiền để bớt phần khổ đau. Lời danh như thể bọt bào, nay tranh dấu được mai nào còn đâu. Của người mình muốn tốn thâu, của mình người có nhìn đâu bao giờ. Hoàng cầu đưa đến nguy cơ, một phần lớn tại người quơ của người. Bày ra nhiều thuyết tốt tươi, phần đông chỉ nói ít người làm theo. Tâm lòng ích kỷ cứ đeo, của ai thì cũng muốn quèo lấy đi. Trước khi làm nhớ xét suy lời mình, hãy kẻ bỏ đi chớ làm. Của nên thi chớ nên tham, mở lòng nhân đức chớ nham hiếm lòng. Giúp nhau kẻ của người công, cho không ai đòi cũng không ai nghèo. Nhiều người trong cảnh nhóc nheo, lắm khi chẳng có cơm thiếu lót lòng. Vợ con tay dắt tay bầm, thấy vậy ha chẳng đấm mới lòng thi ơn. Mọi người nên mở lòng nhân, chớ nên riêng sống chẳng cần giúp ai. Mọi người hợp lại một tay, nhà xây được lớn đất cài được xa. Thù nhau mấy cũng nên hòa, để cho sự sống mỗi nhà an vui. Làm người phải xứng đáng người, ở ăn cho sạch nói cười cho thanh. Con người thấy lợi ra dành, khác nào thu vật chạy tranh lấy mồi. Lợi chung việc đang lắm rồi, lợi riêng để hại cho người là nhớ.
Từ xưa chi đến bây giờ, những người bất nghĩa ai thờ tới đâu. Giàu sang bạc chất ngang đầu, làm điều bất chánh có lâu bao giờ. Thấy ai lâm nạn ngó lơ, khi mình hữu sự khó nhờ người ta. Ở đời có lại có qua, biết mình không biết người là lầm sai. Muốn cho dân chúng thời nay, biết đem hột muối chia hai cho người. Thấy hư dạy dỗ không cười, nghe ai nói phải thì vui học đòi. Mỗi người tự tâm biết soi, lựa câu để nói lựa nơi đây làm. Phần anh biết sự kham, phần em cũng tự làm cho xong. Chồng không để thẹn làm chồng, vợ không để thẹn vợ trong gia đình. Ở ăn cho có nhân tình, lúc nào cũng giữ công minh. Việc làm bao nhiêu đó biết gìn kham, cũng tăng nhân phẩm nữ nam được nhiều. Con ơi con ráng gọi kêu, kêu cho ai cũng biết theo đường lành. Bỏ điều dối trá lưu manh, biết tôn trọng cái gia danh con người. Tự mình biết sự hổ người, không làm những việc nhau cười người ta. Lời chỉ nói cũng ôn hòa, tránh xa gây gỗ cũng xa nịnh lùa. Với ai đều cũng dạ thưa, thật tình lễ phép chẳng ưa làm màu. Giàu không tự ý mình giàu, quyền cao mà chẳng tự cao hơn người. Nói ra thì biết nhường lời, thông minh nhưng chẳng chê người dại ngu. Giữ tròn nhân cách trượng phu, không cho giai cấp làm mù lương tri. Con ơi càng biết đạo nghi, càng làm đẹp đẽ hành nghi con người. Ở ăn quy củ trong đời, trong thời thuận thao ngoài thời hòa vui. Nhờ ơn cha mẹ dưỡng nuôi, thì không thể trở nên người con hư. Trọn câu tự hiếu phụ từ đó, là căn bản đạo người xưa nay. Ở đời dù gái hay trai, khi ăn trái phải nhớ ai công trọng. Chịu ơn chẳng đáp đền xong, sống thì hổ mặt thác không siêu hồn. Chớ cho trốn nợ là khôn, kiếp này không trả sẽ dồn kiếp sau. Dù cho cô lắm bồn đào, cuối cùng cũng bị nghiệp bao lấy mình.
Cho nên trong lúc sanh bình nợ nào cũng phải cố tình trả xong. Nợ trần khi đã thật không, chẳng còn bị cuốn lôi trong cõi trần. Ráng nên tu dưỡng tinh thần, đừng cho các nghiệp buộc thân sau này. Nghiệp siêu thì cố tạo gây, còn như nghiệp đọa bỏ ngay không làm. Ở phàm tạo nghiệp phi phàm, mà chỉ làm rồi kiếp không làm đọa thân. Con ơi nhớ gọi khách trần, nên làm như thế cho thần thức siêu. Lửa tuy một đốm không nhiều, nhưng mà có thể đốt tiêu cả rừng. Chỉ trong một phút hận sân, làm tan nát cả nghĩa nhân một đời. Phải nên bình tĩnh con ơi, hư rồi khó sửa, rách rồi khó khâu. Việc chi cũng xét đuôi đầu, chớ đừng nói bướng làm nhầu không nên. Những điều nhớ sâu cố quên, để cho trí não trở nên sáng lần. Một khi sang sủa tinh thần, việc làm sẽ được khỏi phần lầm sai. Sáng tâm thì sáng mắt tay, mắt tay muốn sáng phải quay về tâm. Trong tâm muốn hết sai lầm, đừng cho ngoại cảnh nó xâm nhập vào. Định tâm khó biết là bao, nhưng tâm khi định vật nào dám so. Định tâm nào phải hết lo, nhưng lo ấy chẳng phải cho tánh phàm. Lòng lo rộng lớn bao hàm, lo dân còn khổ lo làm độ dân. Thay vì lo việc riêng thân, để lo cho khắp thế trần thoát mê. Người tu lo liệu trăm bề, đâu ngồi một chỗ ha hay sớm chiều. Thấy đời càng khổ bao nhiêu, trong lòng càng phải lắm điều lo toan. Tuy lo mà chẳng mê man, nên không bị kéo vào đàn yêu ma. Kệ kinh dạy để làm ra, Phật không dạy để ngồi mà tung xuống. Vừa xem vừa phải hành luôn, tu như thế mới chánh đường con ơi. Kệ kinh chẳng thuộc một lời, lòng từ bi có cũng ngồi tòa sen. Những người lầm dạ bạc đen tùng, cho đến chết không lên Phật đài. Trao trong chớ chuốc bên ngoài, thế gian dùng tướng Phật ngài dùng tâm. Tu lâu không đạt quyền thâm, phần nhiều khẩu Phật mà tâm độc sàng. Chỉ lo dọn dẹp ngoài da, trong tâm bỏ phế hơn là rừng quang.
dối lòng dối cả thế gian. Tu như thế ấy tội càng lớn thêm. Vợ này cũng đã nửa đêm, thấy con trằn trọc mẹ mềm ruột gan. Mượn lời trong chốn không gian, cùng con trò chuyện đã vàng đời nay. Có đêm nhất định có ngày, có phàm tất có Phật đài ở con. Có đời chết chóc hiểu vốn, cố nhiên có cảnh sống còn an vui. Ấy là cảnh Phật con ơi, chúng sanh muốn biết hãy dời đến xem. Khác hơn cõi thế tèm lem, ở nơi cõi Phật tòa sen chói loàn. Phật nào cũng ở trên hoa, không hề chết mất, không già bình thân. Dung nhan đẹp khác phàm trần, em vị nào cũng đủ tinh thần quang minh. Thật là trường cửu hòa bình, đáng cho nam nữ siêu sinh cõi này. Cõi này không phải mới đây, mà từ vô thủy đến nay có rồi. Nhiều người đã tới đây ngồi, vẫn còn vô số kẻ trôi biển trần, nhìn vào khổ ách muôn dân. Khiến lòng tự mẫn như dần nát tan, quyết ra tay cứu thế gian, lấp sông biển khổ lòng vàng mới ưng. Dạy tu để cứu khổ dân, chớ không dạy chỉ lo thân quên người. Gặp khi binh lửa khắp nơi, người tu càng phải giúp đời nhiều hơn. Người tu phải có lòng nhân, tu như thế mới đúng chân giáo truyền. Khổ nạn còn có vô biên, đâu đành ngồi ngó não phiền của dân. Con ơi dù phải tao tần, cũng đừng bỏ giả cứu trần thoát mê. Riêng thân dù có nặng nề, miếng đời nhẹ gánh cũng hay hạ lòng. Hiện giờ khắp chốn Tây Đông, hóa thân Bồ Tát đầy trong cõi trần đó đây kêu gọi không ngừng. Kêu cho sanh chúng xa thân tu hành, bỏ lòng giết hại lấn tranh. Tạo nên hạnh phúc bình thanh lâu dài, mang người ai cũng như ai. Vì mình mà nở xuống tay, sao đành thù nhau dù có muôn thành. Vợ này cũng ráng mở tình thứ tha, nếu mình tha thứ người ta thì người ta sẽ thứ tha cho mình. Trong đời nhiều lúc vô tình mà gây tội lỗi cho mình không hay.
lỗi mà thu nhận ra ngay. Muôn người chỉ có một hay là cùng. Một khi nổi gió đùng đùng thì cây cội ngã nào không bao giờ. Hành vi lỗi chẳng nằm trơ mà là lỗi ấy hại cho nhiều người. Lỗi dù che đầy bao nơi, đến khi rốt cuộc thì người cũng hay. Lỗi mình biết trước hơn ai, trong tâm lo sợ mỗi ngày không ngưng. Tránh đừng phạm lỗi vào thân, lỗi như đã phạm thì cần hối ngay. Chớ cho lỗi hay kéo dài, sớm ngày hối cải sớm ngày an tâm. Trả vai định luật không lầm, nên khuyên sanh chúng mà chớ nên khinh lờn. Dứt xong cái tánh ngã nhân, tự nhiên sẽ hết tham sân trong lòng. Tham sân khi đã sạch không, ưu sầu phiền não trong lòng cùng tiêu. Ngã nhân tanh ấy còn nhiều, dẫu tu muôn kiếp chẳng siêu Phật đài. Con ơi nhớ bảo gái trai, mấy điều ấy ráng miệt mài cho nên. Thành công vô ở chí bền, đừng lòng sớm nhớ chịu quên không đành. Đã tu thì phải có hành, tu xuống cửa miệng hổ danh nhà thiền. Không cần ai bảo ai khuyên, cũng thông hai chữ tu hiền gần nhau. Tu hung Phật dạy hồi nào, đời nay lắm kẻ hùng hào sự tu. Tu cho sang chớ tu mù, tu cho siêu thoát chớ tu tiêu hồn. Tu về cực lạc tu khôn, tu nơi địa ngục tu phồn dài ngu. Cũng thời nhập đạo vào tu, người hầu Phật tổ kẻ chầu ma vương. Sự tu vốn có hai đường, chúng sanh cần phải tìm phương mà về. Đường ta càng buộc kiếp mê, chỉ đường chánh mới tụ tề giác quan. Đạo ta thường hại thế gian, còn đường đạo chánh luôn toan cứu đời. Đạo ta như đám sương mây, còn đường đạo chánh như trời sáng ra. Ta làm tối mắt người ta, chánh làm sáng mắt trẻ già khắp nơi. Chánh ta khéo chọn con ơi, bước sai một bước khổ đời muôn năm. Chúng sanh như lạc rừng thâm, lấy sao làm dấu để tầm hướng ra. Cứ quanh trong chốn rừng già, thân kia khó tránh hùm tha ngày nào. Biết nguy thì phải trốn mau, trói tay rồi mới tẩu đào kịp đâu.
muốn đi qua khỏi sông sâu phải lo sắm đủ thuyền tàu trước đi. Quy y mà chẳng hành y, ngàn đời cũng chẳng thoát ly cõi trần. Có thân sớm liệu lấy thân, đừng chờ hấp hối mấy lần chuỗi tay. Tu trong chớ có tu ngoài, thật lòng mộ đạo chớ bài dối tu. Trời trong bầm có mây mù, nay an mai chẳng sự đâu thể ngờ. Xảy ra bão tố khắc giờ, đủ làm vạn vật xác sơ lắm rồi. Biển thiên đã định trong đời, xưa nay như thế mặt người tin không. Nếu tin tin chắc nơi lòng, thường ngày tinh tấn gắn công tu hành. Không màng thế sự lợi danh, chỉ lo búa rộng chân tình từ bi. Làm cho mình hết mê si, đồng thời giúp kẻ khác đi chánh đường. Đạo màu nhất quyết phô trương, khiến cho ai cũng thiện lương như mình. Tam quy ngũ giới chặt gìn, xây nên hạnh phúc với hòa bình khắp nơi. Treo gương bác ai tốt tươi, mở đường sáng rộng cho người đi theo. Kêu dân giúp kẻ đói nghèo, gọi người hợp tác để gieo giống lành. Nhà nhà nỗ lực tu hành, không ai gây gỗ tranh giành với ai. Trẻ già ăn ở thân ngay, thương nhau như thể chân tay ruột ràng. Đậu làng cuối xóm thuận hòa, không ai mất của không nhà hàm oan. Nhà nào cũng được ngủ an, không còn thấy kẻ ngoại đàn ăn xin. Được vinh thì cũng đồng vinh, khổ vui đều biết lấy tình sớt sang. Chẳng ai thấy kẻ tham gian, tạo nên xã hội hoàn toàn thanh liêm. Hiếu trung ăn ở trọn niềm, sống không hổ thẹn cổ kim chút nào. Điều này không phải chim bao, quyết tâm có một ngày nào dừng lên. Con ơi nói phải làm nên, luận xuống đến chết tuổi tên không thành. Giảng kinh miệng đọc tâm hành, chắp tay thì phải lòng thành Nam Mô. Học câu Bồ Tát hư vô, của người muốn hốt vào bồ sao nên. Nếu bờ giác ngàn muốn lên, nợ nần chờ của chất trên vai nhiều. Vai càng nhẹ gánh bấy nhiêu, chân càng lẹ bước dễ trèo lên cao. Tu hành cũng thế khác nào, nghiệp mê càng nhẹ càng mau đắc thành.
Nhà tu thì phải làm lành trong điều phước đức hơn danh lợi trần, tu cho minh mẫn tinh thần sáng hơn kẻ tục muôn phần là tu. Tu còn tâm trí mờ lu, tại người chưa được tôn thui vọng trần. Phải cho đoan chính nhân thân, trong lòng bình tĩnh xét cân mọi điều. Những gì còn có bao nhiêu, tự mình biết rõ chẳng điều nào sai. Lấy tâm thống trị bên ngoài, đừng cho ngoại vật đọa đài trong tâm. Vọng tình như đá nam châm, cảnh trần như sắc đến gần hút ngay. Cảnh xem tình chẳng đồng lai là điều rất khó, xưa nay ít người. Việc chi dù khó mấy mươi, lòng người nhất quyết rốt rồi cũng nên. Người tu cần có chí bền, gặp bao thử thách cũng nên kiên trì. Ngày nay được biết quy y là do tiền kiếp đã đi đường lành. Tu thêm nhất định sẽ thành, cùng như giàu có nhớ danh nhiều năm. Đạo thành rõ mối quyền thâm, như mù được sáng hết để lầm đường đi. Sự vui còn có chi bì, chúng sanh còn ngại nói gì thờ ơ. Ngồi không nói việc thiên cơ, đâu bằng độ thế được nhờ áo cơm. Dù cho bằng việc sớm hôm, trong lòng cũng chớ quên dân nghèo nàn. Tu cho lợi ích thế gian, xin đừng tu bỏ xóm làng bơ vơ. Giúp người chớ lửa thân sơ, làm ơn chớ có bao giờ kể ơn. Ở cho đánh mặt hiền nhân, kẻ xa cũng mến người gần cũng ưa. Những lời chửi rủa nên chừa, nói năng thêm bớt trây chua cũng đừng. Một mình trong bốn vách dần dần, coi như trước triều thần nghiêm trang. Không nên nói bướng nói càng, đồng thời cũng giữ đàng hoàng dung nghi. Trong tâm còn tưởng quý chi, trừ xong chứ để thực thi ra ngoài. Mỗi khi tâm vọng trừ ngay, tất nhiên hành động hại tai không còn. Nhớ câu nước chảy đá mòn, thường ngày biết sửa lỗi còn vào đâu. Người thường hăng hai buổi đầu sau, rồi lỡ lãng khác nào lửa rơm. Trong nhà muôn có hoa thơm, không trồng chẳng tưới hoa đơm bao giờ. Lập trang chỉ có để thờ, chẳng lo cung bấy bao giờ trang linh.
tu hành mà thiêu đức tin, để cho ma quỷ dấu dành đường công. Tu theo chiều gió phần đông, dình tâm cứng tở sắc đồng ít ai. Tại sao tu quỷ tu hoài mà không thành Phật tại hay tu càng? Tu không nhất định con đàn, đàn nào cũng muốn bước sang uổng đời. Nhiều người nào khác con dơi, ba hồi làm chuột ba hồi làm chim. Thương đời chẳng nỡ ngồi im, con ơi cùng Phật lo tìm cứu dân. Mặc cho nắng sợ mưa tầng, từ bi dân đặt gót chân khắp cùng. Ngày nào còn kẻ lâu lung, người tu chưa được toái lòng ở con. Biển non có lúc cạn mòn, tình yêu nhân loại vẫn còn luôn khi. Thuyền từ xuôi ngược cứ đi, vớt cho hết khách lâm nguy giữa dòng. Từ bi tình ấy mình mong, mãi lo đắp lạnh quạt nằm cho dân. Tu không giúp đỡ thôn lân, chữ tu ấy có ai cần làm chi? Khả khuyên nhủ các tăng ni, chớ nên im thể hãy đi độ người. Đáng cơn ít nước tay trời, ngồi yên tụng niệm sao rồi chữ tu. Vì giàu mất bụi công phu, giúp đời được lợi chữ tu cũng tròn. Riêng mình mặc đẹp ăn ngon, còn người đói rách lòng son đâu đành. Thấy ai khổ biết đồng tình, không lần chuỗi hột cũng thành Phật tiên. Khởi tâm lành khó vô biên, người nào có được thần tiên chẳng phàm. Ráng làm những việc khó làm, quỷ thần nể mặt thế phàm kiên oai. Hứa thì làm chớ để sai, nguyện tu thì phải thưởng ngày lo tu. Nếu tâm còn thấy mờ lu, phải cần tình niệm công phu thêm dài. Khi lòng nghĩ quấy trừ ngay, quấy không còn vọng huệ khai ra liền. Hết tâm tưởng quấy là tiên, còn tâm tưởng quấy là miền trần gian. Ngàn năm rừng bụi bỏ hoang, chỉ trong chốc lát phá tan dễ gì. Nếu không chịu khó kiên trì, loạn tâm kia có dễ gì bình xong. Giặc nào bằng thứ giặc lòng, lúc nào cũng đánh chớ không lúc ngừng. Phải lo dè giặc cánh chừng, hở hình một tỷ địch quân nó vào. Thói quen không thể trừ mau, đừng cho tật xấu nó vào ở lâu. Trong tâm có Phật ráng cầu, Phật tâm thấy được đạo màu chứng khai.
chớ tu ý lại Phật ngoài, mà cần phải kiếm Như Lai trong lòng. Nếu không tìm thấy Phật trong, Phật ngoài cũng lấy khổ mong lại gần. Hãy nên tự chủ tinh thần, đừng cho vật chất xa gần khiến sai. Chỉ quy được cả trong ngoài, hoàn toàn an lạc đủ đầy tự do. Cái bầu vũ trụ thật to, nhưng tâm người lấy đỏ so kém gì. Tâm không có sắc màu chi, chấp nơi màu sắc dễ gì thấy tâm. Trong khi đi đứng ngồi nằm, tự mình phán chiếu coi tâm thế nào. Bổn tâm vốn chẳng ra vào, đã không trên dưới sắc màu cũng không. Thấy tâm phải thấy bằng lòng, bỏ lòng thì chớ có hồng thấy tâm. Con ơi muốn rõ quyền thâm, mỗi mạnh ấy ráng kiếm tầm cho ra. Tự làm chứ cậy người ta, vì rằng thành Phật thành ma tại mình. Khó khăn lục dục thất tình, cố ngăn sẽ được cố dình thì nên. Có điều cần nhớ chớ quên, hơn nhau ở một chữ bền mà thôi. Nay chưa xong được thì mới, mời chưa thì mốt cũng rồi chẳng không. Thích ca cũng phải dài công, chớ đâu đạt được cái lục thông tức thời. Thiện nam tín nữ khắp nơi, cũng nên lấy đó để soi không lầm. Tu hành có được nhất tâm, thành công chắc chắn như cầm trong tay. Tu lâu không kiến Phật đài, bởi tu cửa miệng chẳng hay, tu lòng cho ra chỉ có một đầm. Muốn vào cả vạn tiền công, tiền lời mới vừa lại Phật ban mới. Cái chiều đó muốn được ngồi tòa sen, ở trần dối tra đã quen. Khi vào cửa Phật cũng bèn dối luôn, thấy đời tu dối thêm buồn. Gạt người còn muốn gạt luôn Phật trời. Người tu người khỏi khổ đời, nhớ lời chi cho Phật mà người kể công. Tu thì phải nhớ thành lòng, dối tu thêm tội đừng hòng giảng sanh. Ngoài đời đủ lối cạnh tranh, trong chùa chỉ một đường lành mà thôi. Chưa tu xảo quyệt đành rồi, khi tu thì phải ra người hiền lương. Cá không ăn muối cá ương, người không nghe Phật người vương khổ nàng. Nhà tu chớ có ham sang, nên ham làm phước làm doan cho đời. Sang không dứt nghiệp luân hồi, phước làm được hết kiếp người trầm luân.
chúng sanh chớ có ngại ngần, thật tu sẽ chẳng mất phần tương lai. Sống trong thời buổi hiện nay, biết tu hành biết lạc chay ít người. Cho nên kẻ biết tình hồi, thật là của quý gian mười khó so. Con ơi cùng Phật toán lo, người nào chưa biết nhắc cho họ tường. Chợ đời đủ thứ ghen tương, đâu bằng cửa đạo yêu thương một tình. Đời mưu lo sống riêng mình, đạo luôn xây dựng hòa bình sống chung. Đời lo xác thịt thung dung, đạo ngoài xác thịt còn trong tinh thần. Đời lo thân chẳng yên thân, đạo vui thể chất tinh thần cũng vui. Đời sau khi chết lạ rồi, đạo sau khi chết còn ngồi tòa sen. Đời nằm trong bức màn đen, đạo ra khỏi giếng nhìn xem bầu trời. Đời hay dương mắt đi không rời, đạo luôn siêu thoát mọi nơi buộc ràng. Đời thường ăn ở tham gian, đạo bao giờ cũng giữ đàn thăng ngay. Đời lo cửa đóng then gài, đạo thì mở rộng cửa ngoài cửa trong. Đời hay đối xử hẹp lòng, đạo thường lấy dạ khoan hầm thứ tha. Đời hay gây ít khi hòa, đạo thường hòa chẳng muốn nhà nào gây. Đời hay phân biệt đó đây, đạo xem nhau thể chân tay ruột rạ. Đời vì mình hại người ta, đạo vì người dám bỏ qua thân mình. Đời hay hỗn loạn gia đình, đạo luôn ngăn nắp phân minh trong nhà. Đời thường con ngỗ nghịch cha, đạo thì phụ tử hiền hòa luôn khi. Đời hay ăn nói vô nghị, đạo bao giờ cũng nhu mì ngữ ngôn. Đời thường tự đắc tự tôn, đạo luôn khiêm nhượng dù khôn hơn người. Đời nghe ai lỗi thì cười, đạo xem kẻ quý kiếm lời nhủ khuyên. Đời thường khinh nghĩa trầm tiền, đạo thì trầm nghĩa xem hèn tiền nông. Đời xem kẻ nạn ngồi trong, đạo trong ai khổ ra công giúp liền. Đời nghe thấy lời như điên, đạo nghe thấy lời như liền nghĩa nhân. Đời thường đức hạnh không cần, đạo cho đức hạnh là phần lớn lao. Đời tôn áo rộng mũ cao, đạo tôn ít lợi đồng bào lên trên. Đời thường ân nghĩa hay quên, đạo ân đã thọ lo đền cho xong. Đời làm một chút kể công, đạo thành thật giúp chẳng mong ân đền. Đời hay khinh dưới ganh trên, đạo thì trên kinh dưới nên đỡ đần. Thank you.
đời thường chỉ biết lo thân, đạo lo cho khắp xa gần ấm no. Đời hay lấy chớ ít cho, đạo cho ít lấy vì lo phước điền. Đời thường chia rẽ láng giềng, đạo luôn hòa hợp kết liên xóm làng. Đời gây lắm sự tóc tan, đạo làm non nước vinh quang thái bình. Đời hay thích việc sát sinh, đạo không muốn sự chống cành giết nhau. Đời làm nhân loại khổ đau, đạo mưu sanh chúng chỗ nào cũng vui. Đời như chỉ quấn rối nội, đạo như bàn thạch được dồi thêm trơn. Đời như cột mọt đêm sơn, đạo như lầu ngọc có non xây thành. Đời như bọt nước đậu gành, đạo như biển rộng trời xanh bao tròn. Đời làm cha phải xa con, đạo làm vợ biển chồng non được gần. Đời xem thường việc hiếu thân, đạo bao giờ cũng trọng ân sanh thành. Kể sao hết việc tốt lành của người, đạo đức phải hành động ra. Những lời dạy của Thích Ca, làm theo chẳng để sai qua điều nào. Nói ăn mà chẳng ăn vào, nói cho đến chết thì bụng nào có no. Vào tu việc thiện không lo, tu cho đến đốt ra cho chẳng thành. Chữ tu liền với chữ hành, tu không hành đúng thì đành ra ma. Không thành bởi tại người ta, chứ không tại Phật Thích Ca dạy lầm. Con ơi bảo chúng sanh tầm, bao nhiêu đạo pháp vẫn nằm trong dân. Hồi đầu thấy đạo bên chân, còn mê tuy đạo ở gần mà xa. Kỳ này nếu chẳng tỉnh ra, muôn thu khổ gặp để mà hồi tâm. Giữa đêm trong lúc yên nằm, khó kêu mở mắt khó làm dậy ngay. Người nào dù ngủ mấy say, nghe nhà cháy cũng thức ngay ra liền. Dù mê lắm cuộc trần duyên, khi nghe tận thế cũng nên tình hồn. Bao nhiêu ác nghiệp đổ dồn, sắp gần đến lúc trả chung tay nàng. Điện viên sự sản tan quan, chúng sanh đâu cũng khóc than lu bù. Xác thôi như lá mùa thu, có nhiều thứ chết biết đâu mà lường. Người cùng nhau ghét hơn thương, đông tây nam bắc đầy đường máu rơi. Sau đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không nói, khó mong tồn tại để coi lập đời. Người đi qua sức của người, nếu không oai lực Phật trời khó ngăn. Mắt phàm không thấy quyền năng đã có vô ngăn từ xưa.
Gặp khi hàng mây trong mưa, bây giờ còn mạnh người chưa vẫy trời. Tay bay quả gợi giữa vời, từ đâu đưa tới người đời chưa hay. Hễ chim thì tự nhiên bay, cả thời biết lội có sai bao giờ. Chúng sanh chớ có thờ ơ, hãy tìm đường chánh để nhờ thân sao. Đời khi mưa đổ ảo ảo, mới lo mua lá bào nhào tấm thân. Làm hiền hiền đến bên chân, làm hung hung dính sau lưng không rời. Thích ai người đó đến chơi, hung mà muốn được hiền mời khó thay. Nhân nào quả nấy không sai, đừng gây nghiệp dữ phải gây nghiệp lành. Xưa nay dạy việc tu hành, muốn người tránh nghiệp bất lành về sau. Cũng vì nghiệp ác gây vào, chúng sanh cứ mãi truyền lao trong trần. Nay không chấm dứt ác nhân, sẽ lưu ác báo cho thân mai này. Khổ thân chẳng phải phút giây, mà là khổ ấy kéo dài vô biên. Sống trong cảnh khổ triền miên, thức thần gió đó đảo điên lui mờ. Chúng sanh lâm kiếp không ngờ, trước kia thú vật bây giờ người ta. Khi người khi thú khi ma, đều do nghiệp tạo sanh ra sáu đàn. Làm người còn trí minh quang, xa vào thú vật ý hoàn toàn tối tâm. Khó nghe được pháp quyền thâm, khó gần chữ Phật, khó sanh làm người. Đọa đài biết thở nào thôi, thân này vừa tắt kế mồi thân sao. Vô cùng thảm khóc đớn đau, mỗi đời mỗi khổ đời nào được vui. Đốt người kế bị người thui, sớm đi đông quách chịu chui vào hòm. Nếu đem mắt huệ mà dòm mỗi sanh chung, có mỗi non xác trần. Mỗi lần sanh mỗi bỏ thân, có ai được hưởng trường sanh bao giờ. Chúng sanh vì quá mê mờ, bao nhiêu kiếp trước hiện giờ đều quên. Ngày nay có Phật gợi lên, cũng cần nhớ lại để bền tâm tu. Lần này phá được trí ngu, sẽ tìm thấy lỗ về chầu Như Lai. Thật tu sẽ được thành ngay, nếu không thành Phật chiếu đài thế cho. Muốn qua sông được gặp đò, lo gì chẳng được tới bờ bên kia. Mau lên thuyền nó sắp lìa, trải qua biết thuở nào về tới nơi. Ráng khuyên người gấp, con ơi, đời này tu được hơn đời ngàn xưa. Sự tu rất ít người ưa, mà ưa tu được ngày xưa đâu bằng.
Gặp muôn ngàn sự khó khăn mà không thôi chỉ quỷ thần cùng kinh. Đời càng tiến bộ văn minh, người tu càng dễ rung rinh tấm lòng. Chắc dình được cái tâm không khó hơn đem cột mà trồng biển sâu. Khó tu mà vẫn tu cầu con ơi, người đó nào đâu phải thường. Dù cho các Phật mười phương cũng đem lòng kinh huống phương trần gian. Đến khi đất hóa ra vàng, chúng sanh mới biết đạo tràng là cao. Con ơi lăn lóc giường bao, thà cam bỏ xác chứ nào nũng lòng. Cứ đem bác ấy đại đồng gieo sâu đến tận đại lòng chúng sinh. Chủ trương nhân loại hòa bình, phá tan thế lực chống kình đông tây. Mạng người ai cũng như ai, phải nên tôn trọng chứ bài rẻ khinh. Hãy người để lợi cho mình, trái bề nhân đạo trái tình từ bi. Của người mình đến cướp đi, của mình kẻ có kiên gì ở đâu. Đua nhau giành giật xé sâu, gọi khôn chứ thật là ngu tốt. Đời thắng ngay ăn ngủ yên nơi, giải tà đi đứng năm ngồi đều lo. Hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nội ở tan tành. Thuận nhau ăn đủ mặt lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nghêu ngao. Ở đời bất luận người nào, loài người ai cũng như nhau nên hoàng. Trắng đen thì cũng người ta, chớ nên lấy đó làm đà thấp cao. Khác nhau khác tiên khác màu, cũng đồng giá trị như nhau con người. Lấy lòng bình đẳng tốt tươi, không nên phân biệt là người trắng đen. Biết phân hành động giữ hiền, con người ai cũng động quyền như ai. Không nên lợi dụng quyền oai, nhẫn tâm đàn áp khiến sai người nào. Chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau, cho người nào cũng dồi dào áo cơm. Việc làm này rất nên thơm, ước mong ai cũng sẵn lòng làm theo. Bao nhiêu tàn tóc khó nghèo, chẳng còn duyên cơ bám đeo con người. Mới nghe qua chớ vội cười, thử làm sẽ thấy tốt tươi ngần nào. Biết tôn quyền lợi như nhau, thì không đến nỗi máu đào tuôn rơi. Đừng xem của lớn hơn người, chẳng bao giờ có tới bời nước non. Nghĩa còn tiền bạc sẽ còn, nghĩa tiêu tiền bạc cũng mòn tiêu theo. Nghèo tiền việc nghĩa chớ nghèo, tiền nghèo người mến, nghĩa nghèo người xa. Nghèo tiền có thể kiếm ra, còn nghèo việc nghĩa khó mà lập thân.
Nghĩa là tế thế an dân, giúp người hữu sự không cần lợi chi. Ngôn từ hoặc ở hành vi cũng đều có thể cứu nguy cho người. Phải nên tùy lúc tùy nơi để dùng việc nghĩa cho đời nhờ ra. Ở trong xã hội người ta rất cần lấy nghĩa để mà đối nhau. Chỗ nào đạo nghĩa được cao thì là chỗ ấy xấu xào sẽ không. Đời càng lắm việc bất công thì là việc nghĩa càng trông cậy nhiều. Người càng giác ngộ bấy nhiêu, càng làm việc nghĩa thêm nhiều hơn xưa. Kẻ cho mình bực đại thừa, xem thường việc nghĩa là chưa đúng đường. Nghĩa không kém tam đại dương, nếu cho việc nghĩa tầm thường là sai. Đạo cùng với nghĩa không hay, chia hai đạo nghĩa là sai đường lành. Đạo mà có nghĩa mới thành, nghĩa càng được rộng đạo lành càng tươi. Giữa người đối xử với người càng nhiều đạo nghĩa thì đời càng thanh. Muốn danh phải giữ chánh danh, nếu danh không chánh quả sanh đến mình. Chánh danh không kẻ nào cần, tà danh dẫu có giữ gìn cũng tiêu. Chánh danh người đến khỏi kêu, tà danh gọi chẳng ai theo bao giờ. Chánh danh thiên hạ được nhờ, tà danh thiên hạ như cờ tống ôn. Chánh danh mới thật là khôn, tà danh chỉ gọi là phồn dại ngu. Được quyền chớ hiếp hại ai, hai người nhất định quyền ngoái không còn. Lấy tình của mẹ thương con, để thương người khác oán hận sẽ không. Sống trong tâm đức đại đồng, trên không ai oán, dưới không ai thù. Sáng đừng lừa gạt kẻ mù, khôn đừng lợi dụng người ngu hơn mình. Gạt mù sẽ hóa ra manh, lừa ngu sẽ bị trở thành người ngông. Được thông dạy kẻ chưa thông, vui cùng đồng hướng, khổ cùng đồng chia. Mẹ con tình ấy không lìa, người đâu cũng mến, trời kia cũng chiều. Ở đây chẳng lựa nói nhiều, mấy lời trên đó làm theo quý rồi. Gặp khi đạo nghĩa suy đồi, khó tìm được kẻ thương người như thân. Thị thành cho đến thôn lân, người nào cũng muốn lấy dân làm nề. Cơm dân ăn uống no nê, ơn dân chẳng trả còn tệ chặt dân. Thấy dân khổ bắt nào nần, hai người thiện chí cũng cần ra tay. Không dân cũng chẳng có ai, dân là trụ cốt chớ dài đạp dân.
Người nào muốn được lập thân phải cần sống sát với dân chớ rời. Lòng dân tức thì lòng trời, được dân ủng hộ thì đời thành công. Việc càng lớn tở núi sông thì càng phải sống được lòng nhân dân. Có dân theo kế bên thân, không cần phải có phép thân cũng nên. Nếu dân chẳng đứng kề bên, phép thần có cũng không nên công gì. Dân như là nước khác chi, nước không sẽ chẳng vật gì còn sanh. Những người muốn lập công danh mà không đối tượng dân lành thì nguy. Đến như các bậc từ bi, xem thường sống chết cùng vì chúng dân. Không dân thì đạo chẳng cần, đạo cần là bởi có dân trong đời. Chừng nào dân được thành thơi, đạo không cần mở Phật trời hết lo. Dân còn kẻ đói người no, đạo cần phổ biến để cho đồng đều. Đạo không chỉ miệng réo kêu, mà còn làm đúng để treo gương lành. Đời càng muốn việc chiến tranh, đạo càng cổ động hòa bình nhiều hơn. Đạo làm cho khắp nhân dân được cùng hòa hảo tinh thần Bắc Nam. Ý nguyện nếu chưa được kham, thì người hiểu đạo chưa làm chi vui. Nghe lời Phật bắt bùi ngùi, thẹn mình chưa được sống rồi việc chi. Đôi dòng lệ bóng lâm ly, trong lòng thấy nặng như chì muôn cân. Bao nhiêu hình ảnh xa gần, từ trong trí não lượt lần hiện ra. Tiếng dân đến tiếng mẹ già, vui cười thì ít, khóc la thì nhiều. Chỉ nghe đến có bấy nhiêu, tự nhiên cảm thấy như thiêu đốt lòng. Phật Ngài như đã cảm thông, bảo rằng bình tĩnh ở nơi lòng ở con. Mặc dù kẻ biển người non, tâm kia cùng một tấc còn gặp nhau. Cảnh đời khe khách giường bao, không mòn chi cả thế nào cũng nên. Người quên mình chớ để quên, tình kia chẳng mất nghĩa đền được sống. Con ơi nuôi chi đại đồng, chúng sanh đâu cũng một lòng thương yêu. Mặc dù từ nguyện có nhiều, cứu dân sống cũng phải chịu thời cơ. Trước sau chỉ cách một
dơ ngược xuôi khác đi hẳn, đâu ngờ ở con xuôi thì muốn viết được tròn, ngược thì trăm sự vẫn ý con bề nhé. Xuôi thì dễ bước ra về, ngược thì khó nói đường quê cho liền. Mình xuôi người cũng được yên, ngược mình thì kẻ cũng điên đảo đời. Tài hay cũng chẳng qua thời, thuyền to cũng phải xem trời mà đi. Trước sau lòng dân từ bi, tạo an thì được tạo nguy thì đừng. Liệu khi để bước để dừng, tránh cho gánh khỏi nữa chừng gãi đi. Ngàn xưa cũng đã nhiều khi, nay đâu phải mới sơ kỳ ở con. Đợi mùi thì trái mới ngon, vội vàng hai lúc còn non chua lè. Hạn kỳ đã mong tở the, nóng lòng mây cũng nhớ đè ở con. Ân riêng sẽ được đáp tròn, nghĩa chung nếu chẳng để mòn trong tâm. Nghe lời Phật dạy rất thâm, nhớ ngày việc mấy ngàn năm qua rồi. Thấy ngồi nhưng chẳng phải ngồi, đạo xong thì mọi việc đời cũng xong. Nhờ ơn Đức Phật nhủ lòng, gúc mây liền vẹt bóng hồng lộ ra. Đồng lòng nước mắt nhỏ xa, cúi đầu bái Phật như là tạ ơn. Xác phàm biết liệu sao hơn, chỉ dùng lệ của khách trần đáp quan. Trời mưa bỗng nặng thêm ra, chừng như thay việc trải qua cũng dường. Cảm ơn Đức Phật không lường, đúc thần chẳng rọi thì đường đâu thông. Mắt phàm tuy thấy rằng không, nhưng không ấy có thần thông vô cùng. Vách bao cửa đông bích bồng bồng nhiên như đã phá tung hồi nào. Tưởng mình trong giấc chim bao, cảnh không giống cảnh tạo đào. Thế gian phủ bao ánh sáng dịu dàng, một vì kim sắc kim quang đứng gần. Tiếng trong trẻo tờ chuông ngân bảo rằng sự già với chân xa gì khác nào đôi mắt nhắm đi. Nhắm thì thấy tôi mở thì sáng ra, mở thì sang thấy Di Đà, nhắm thì tôi thấy quỷ ma loạn vào. Thánh phàm nguồn cội như nhau, thật tâm ngó lại phía sau thấy liền. Ở trong tục sẵn có tiên, tiên không thấy được vì ghiền tục thân. Tỉnh ra Phật ở rất gần, còn mê Phật ở mấy tầng xa xôi.
tuôn đời sắp hạ con ơi, Phật đang chờ đón những người tình ra. Gần đây nơi cõi Liên Hoa, nhiều bóng đã xếp thành tòa sen tươi. Nguyên do ở dưới trần đời, nhiều người tu sắp về ngồi nơi đây. Dưới trần hương đốt một cây, tòa sen có một vừng mây bay vào. Tâm thanh sen được tươi màu, khởi tâm trầm trược sen xào héo ngay. Có sen tươi tăng mỗi ngày, có sen mới nở phúc giây rồi tàn. Vọng tâm nơi chốn trần gian, cánh hoa sen ở Phật đàn chuyển lai. Sen và người chẳng phải hay, cũng nên lấy đó khiến sai tâm hồn. Ác tiêu còn thiện được tồn, trái đường đạo đức xác hồn ra trò. Xác tiêu còn có thể lo, hồn tiêu biết thở nào cho quận hồn. Kẻ trong thế giới càng khôn, biết lo xác cũng như hồn ít ai. Cứ lo những chuyện dòng dài, tự sanh việc lớn ít ai lo lường. Bình đang hấp hối bên giường, thuốc không lo đến lo đường lợi danh. Biết không sống được trường sanh, mà không chịu bỏ tánh tình tham lam. Kể sao cho hết tánh phàm nết, dù đánh chết không làm sao quên. Bởi tham muốn người họa gây nên, tánh tham chưa dứt kỳ chưa yên sự đời. Đông tây lỡ đất lòng trời, do lòng tham của loài người tạo ra. Nhiều người người ở ngoài da, trong tâm là giống yêu ma thú hầm. Xô nhau vào chỗ chết chùm ít, ai cởi mở gông cầm cho ai. Thấy người mắc nạn vỗ tay, không ra sức cứu những ai khốn nạn. Thừa cơn nguy lập giàu sang, ít ai nhân dịp rối loạn cứu dân. Có tài chỉ biết lo thân, chẳng lo giải cứu xa gần lúc nguy. Học hay mà ở vô nghì, đâu bằng thất học mà tri đạo màu. Tình đời vĩ kỷ quá sâu, bao nhiêu kiến thức đều chầu tánh tham. To quyền lớn chức rộng hàm, vị thân càng lớn lòng tham càng nhiều. Năm châu nhiều cuộc máu đều lý do, phần lớn tại chiều lòng tham. Nhất hoài e chúng sanh nhàm, tánh tham trừ được đủ làm siêu thăng.
Con ơi còn nhớ hay chăng, xưa kia có một trăm ngàn kiếp qua, con làm một đại phú gia, giàu sang hơn cả gần xa trong vùng. Đông ra chỉ có một thùng, lấy vào một giả mà lòng chưa ưng. Cho vay thì bắt thấy chân, vốn lời trả thiếu tịch khuân gia tài. Ruộng đồng thẳng cánh cò bay, không hề chia sớt cho ai một tiền. Tuy là bác học lúa thiên, vẫn khẽ khắc với ta điền từ tôn. Lúa tiền lo góp thâu vô, còn nhân với nghĩa rất khổ khăn lòng. Gần xa những kẻ bần nông, lấy làm oán ghét phú ông vui cùng. Nhưng ông cũng chẳng ngại ngùng, mặc cho ai nói còn ông cứ làm. Kể sau hết việc ông tham tột bực trong làng của ông. Vợ con còn phải bực lòng, bảo rằng ông chết sẽ không siêu hồn. Thế mà chỉ có một hôm, ông đang sửa kiện mấy bồn trước sân. Bỗng đầu gió thổi qua thân, phú ông xây sầm ngã lăn trước nhà. Người nhà liền chạy tuôn ra, thấy ông bất tỉnh như là chết đi. Khiêng ông vào gọi lương y, bảy ngày sau đó mình đi như thường. Một hôm từ chốn tha phương, có nhà đạo sĩ lỡ đường ghé qua. Tối trời đường hãy còn xa, xin ông cho nghỉ sáng ra khởi hành. Thấy nhà đạo sĩ hiện lành, phú ông liền nhận lời xin ngủ nhờ. Giống duyên phải hợp thời cơ, ngay trong đêm mấy chuyện trò lại qua. Nhà sư mới hỏi phú gia bình, ông đã phát tuần qua nặng nề. Thoảng như trong lúc nằm mê, chết luôn nay xác dưới mồ phải không? Bao nhiêu của cái tiền nông, chẳng đem theo được một đồng trong tay. Làm ra chẳng dám ăn xài, chết rồi bỏ lại mặc ai tiêu dùng. Lòng tham lúc sống vô cùng, chết rồi tham mấy con dùng vào đâu. Chính mình mang tiếng hiểm sâu, của làm ra ấy nó đâu theo mình. Xác thân nhất định ra sinh, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Kiếp trần đến phúc chung quy, bạc tiền là thứ vô nghi phải chăng? Vì tiền làm mất thiện căn, vì thân để kiếp trầm thắng muôn đời. Giữ thân trái đạo thân rời, làm tiền phi pháp
tiền rơi không còn. Mỗi ngày tuổi thọ mỗi mòn, lòng tham trái lại ngày càng thêm tăng. Càng tham càng nặng tội căn, chết rồi của bỏ nghiệp mang theo mình. Nghiệp kia dẫn lộ tự sinh, lần này khổ gấp muôn nghìn lần qua. Để lòng suy nghiệm kỹ ra, tánh tham hiện kiếp phải là ngu không. Chi bằng mượn lớp bụi hồng, lấp đường sanh tử dung trầm thiện căn. Mượn sanh tử tạo niết bàn, lấy thân bùng tạo thân vàng dài lâu. Phú ông nghe nói gật đầu khen, rằng lời ấy ngọc châu không bì. Nhận mình đã quá mê si, già rồi mà chẳng hiểu gì sự tu. Chỉ lo tiền bạc góp thu, không lo thần chết đến ru lúc nào. Chớ chi được thức tỉnh mau, tội tham đâu đến đổi cao ngất đầu. Diêm Vương sắp bắt đi chầu, hôm nay mới được lời mầu đến tay. Phú ông ngước mặt thở dài, trong lòng hối hận những ngày đã qua. Nhà sư liền kể thêm ra, xin ông chớ tưởng tuổi già hết tu. Thật tâm hướng thiện quài đầu, chỉ trong nhất khắc được chầu Như Lai. Vì dù sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ liên đài cũng lên. Tội do tâm nó tạo nên, thì là phước cũng tâm đền được ngay. Tâm mê lạc cảnh trần ai, nếu như tâm giác Phật đài được qua. Giác mê bất luận trẻ già, chỉ người giác được hay là còn mê. Giác tu nhất khắc Phật về, mê tu muôn thuở cũng là phàm phu. Thế nên đồng một trường tu, người thì phát huệ kẻ ngu suốt đời. Nhà sư vừa nói dứt lời, phú ông vừa cũng đồng thời phát tâm. Bắt đầu mổ đạo quyền thâm, lợi danh gác bỏ chuyên tâm tu hành. Bao nhiêu tiền của đã dành, đem ra bố thí nhân sanh xa gần. Vừa làm nuôi sống xác thân, vừa đi khuyên giải nhân dân tu hiền. Thôn quê cho đến thị thiền, nhờ ông mà tạo phước duyên rất nhiều. Liền vào ở một buổi chiều, hào quang sáng rực trên lều phú ông. Người gần thấy là đến trong, thì ra thấy xác phú ông đang ngồi. Nhưng ông đã nhập tịch rồi, chắp tay vào ngực thân ngồi nghiêm trang.
Trên đầu phong mốc hào quang ấy rọi trên ngàn dặm cao. Người gần xa xúm lại nhau, chắp tay quỳ xuống thì thào vái vang. Trẻ già cũng mốc lời rằng phụ ông đã nhập niết bàn không sai. Lời này thâu đến gây trai, lòng vừa cảm phục vừa quay đường lành. Phú ông nhờ có tâm thành, cho nên nhất khắc tu hành được siêu. Phật rằng con xét bấy nhiêu, tánh tham bỏ được đủ siêu Phật đài. Chữ tham ấy của trần ai, khác hơn tham vượt khỏi ngoài trầm luân. Nghe lời Phật nhắc tiền thân, khiến lòng đầy bắt bâng khuâng trăm chiều. Xưa đây như thế còn siêu, thì ai cũng có thể tiêu tội tình. Đọa siêu gì cũng tại mình, giác tâm là Phật, mê tình là ma. Nghĩ rồi đây mới thưa ra, kiếp xưa con cũng vẫn là phàm phu. Phật liền nói huệ với ngu, cũng như ngủ thức khác nào ở con. Hồng kia chát bởi còn non, chín rồi hồng ngọt chát còn đâu xanh. Trước hung sao biết làm lành, việc hung xưa đã tan tành còn chi. Phụ ông xưa đã mê si, sau khi giác ngộ mê gì cũng tan. Xưa kia con cùng phàm gian, nhờ tâm giác ngộ sen vàng được lên. Thật ra mọi việc hư nên, do tâm chớ có bắt đền nơi ai. Phụ ông xưa với hiện nay, cũng là con chẳng phải ai xen vào. Từ bi đã nguyện trùm bao, xưa nay vẫn một khác nào ở con. Khổ lao sanh chung nếu còn, thì còn chuyên kiếp chiều lòn độ dân. Cứu đời dù phải quên thân, cũng vui chẳng chút ngại ngần ở con. Ngày nay gặp cuộc hiu vong, lời nguyện xưa mất hay còn thấy ngay. Thấy con đang tuổi còn trai, một lòng đạo pháp hoằng khai không sờn. Cho nên từ chúng kim sơn, lời lành Phật chuyển để con thêm tường. Lối đi rất có muôn đường, chọn đường đi tới Tây Phương kẹo lầm. Con ơi ngọc ẩn khó tầm, đường chân khó kiếm đạo tâm khó mò. Chúng sanh nghiệp chương quá to, ngăn che trí huệ khiến cho sai lầm. Trừ sống nghiệp chướng nơi tâm, thấy chân diện mục rõ mầm bổn lai.
còn ngăn còn thấy trong ngoài rút ngăn chỉ một hình hài rộng không. Đến đây Phật cất dầm đồng ngâm lên bài kể của lòng như sao. Bóng hình đâu chẳng thấy, khi thấy rõ bóng hình vuông tròn đều cũ túc, vạn vật chi tối linh. Dứt lời thanh thoát ngọt ngào, đây liền mật niệm cúi đầu cảm ơn. Nếu như chẳng có sâu duyên, trong đời mạt pháp kệ chân khó tường. Vì yêu ba tánh thập phương, từ bi lấy kệ khai đường mê ly. Ân sâu biển thẳm khó bì, đời con biết phải lấy gì đáp xong. Quả vui tràn ngập cõi lầm, đồng thời lễ cung linh trầm khó ngăn. Trong lòng vừa thấy băn khoăn, liền nghe lời Phật bảo rằng con ơi. Trời xoay là phận ánh trời, người không phi ánh sáng thời người ngoan. Đã qua được giấc mộng tràn, gọi người chưa thức nào toán mong đền. Nếu như ân Phật không quên, thì điều Phật bảo khả nên nghe lời. Tình sống được giấc mộng đời, sẽ cùng Phật thức coi trời bình minh. Khi mê cảm thấy nặng mình tỉnh, rồi toàn thể như phình nhẹ ra. Vì người mắt bình thấy lòa, chứ đèn một sắc đâu ra nhiều màu. Loạn tâm thấy việc loạn vào, thật ra thì có việc nào loạn đâu. Xét cho thấy rõ đuôi đầu, vọng tâm là gốc khổ sầu chúng sanh. Vọng tâm chưa được bình thanh, thì điều sầu khổ còn sanh ra hoài, dấu nằm bên cạnh Phật đài. Vọng tâm chưa dứt nạn tai khó trừ, Phật đài vốn cảnh chân như. Cảnh chân như ấy cho người như chân, cảnh và người chẳng kém hơn. Nếu người kém cảnh không gần được đâu. Tu mau hay đã tu lâu, chân như chưa đạt sở cầu chưa nên. Đời tàn càng đến gấp bên, thì chân như ấy càng nên giữ lòng. Chát chua lắm giả bưởi bầm đào, thì lỗi đạo đời không mang đời. Con ơi không những nạn trời, chúng sanh còn chịu nạn người đa đoan. Sấm đâu lại bỗng nổ vang, trẻ già bất tỉnh mê mang xác hồn. Tay bay quả gửi dập dồn, tài ba thấy mây cũng khôn ngăn ngừa. Chết nằm trong nắng trong mưa, chết trôi theo gió chết đùa theo mây. Chết do mây tạo chuyện xây, chết vì nhân loại xâm gây tai nạn. Chết nào bằng chết ôn hoàng,
Nhưng thua khi chết khổ khang khi trời, chúng sanh mạng sống ngắn rồi. Còn làm ngắn nữa vui hồi đau thương, cũng nên đồng ý cải lương để cho nhau được bớt đường nạn tai. Mở tình yêu khắp nhân loài giúp nhau cuộc sống được dài thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hận người tất bị người hận, ghét người người ghét không hơn được người. Hòa nhau cho được vui cười hơn, là thù ghét suốt đời âu lo. Mình no người khác cũng no, sự vui ấy có chi so sánh bằng. Dục tâm mấy cũng ráng dằn dằn, cho đến dứt tuyệt căn không còn. Tình yêu nhân loại chẳng mòn, sanh cùng chư Phật đâu còn chỗ sai. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hết nay sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loài biết tu. Người khôn dìu dắt kẻ ngu, giàu thì giúp khó là tu thật lầm. Giả tu thì có rất đông, thật tu lọc kỹ ra không mấy người. Giả tu nên thế gian cười, thật tu ai dám đem lời nhạo khinh. Giả tu nên Phật không linh, thật tu sẽ thấy Phật minh vô cùng. Bị người tu dối làm dùng, khiến cho ba tánh ngại ngùng đường tu. Lâu rồi cửa đảo mờ lu, một con sâu bướm làm sầu nồi canh. Thấy hư bỏ luôn sao đành, ra tay sửa lại cho thành tốt tươi. Đạo khai chẳng cứu được người, đâu còn ý nghĩa tuyệt vời ở con. Thấy ai tâm đạo mỏi mòn sợ lo, như mẹ thấy con đắm thuyền. Tốn bao nhiêu của nhiêu tiền cũng vui miệng cứu con lên tới bờ. Con ơi nếu trễ thời cơ, chúng sanh như nước vỡ bờ khó ngăn. Sớm khuyên đời biết ăn năn, sớm làm bớt được những lăng đàn tên. Còn nghe những tiếng khóc rên, thì người tâm đạo chưa nên yên ngồi. Ra công tu điểm đắp bồi, cho nền Phật Pháp được hồi phục hưng. Đạo màu tràn ngập trong dân, hòa bình trở lại thống lân vui vầy. Trò không thẹn mặt với thầy, thầy trò xâm hộp là ngày an cư. Tuy rằng nhà cửa rách hư, đồng tâm sửa chữa tốt như buổi đầu. Mặt ai làm nói cơ cầu, phận chân để tử một câu trung thành.
bỏ thân mấy lượt cũng đành đường tu tuyệt đối hy sanh trọn đời. Nhớ rằng khi thở một hơi một câu niệm Phật đừng rời trong tâm. Việc chi muôn khỏi sai lầm trước khi làm nhớ để tâm suy lường. Nếu là công việc thiện lương cứ làm mặc kẻ đón đường ngăn sông. Thấy ai khổ biết động lòng nghe người nói đạo như rồng gặp mây biết cầm ráng sửa cho ngay. Hiểu lầm cố sức đổi xoay khỏi lầm ngủ mê đến mấy triệu năm thức trong chốc lát đủ làm sáng ra. Chớ lo trí huệ còn xa đèn khi chấm lửa thì nhà sáng trưng. Một khi bên nước đến gần tức thời thấy rõ toàn thân của mình. Chớ cho sau lãng chân tình quả kia sẽ kết cho mình nay mai. Con ơi gương bụi đóng dài muốn mau trong phải lau ngày lau đêm. Tại mình không nỗ lực thêm chứ không phải tại gương hèm ai đâu. Tánh gương trong sáng từ lâu bụi mờ gương có mờ đâu bao giờ. Phật cơ dung ở tâm cơ mở được Phật thờ linh ngay. Tại mình chẳng phải tại ai không trao trong cứ dồi ngoài sao nên. Muốn cao mà chẳng leo lên trách sao chẳng thấy rộng thênh bầu trời. Phàm tâm ôm mãi không rời làm sao thấy được con người thánh tâm. Gốc mẹ ba tâm quá thâm mộng trong giấc mộng lỗi lầm càng to. Bảo nên bưng gốc không lo cứ lo chặt nhanh bao giờ cho xong. Tội do lòng chẳng sửa lòng tu như thế đó uổng công bất thành. Sao căn nếu chẳng trọn lành thì là không thể hoàn thành sao thông. Phải làm cho lặng biến lòng mà mới nhìn thấy được mặt rồng uy nghi. Tâm còn thái mây mê si như trăng mây án làm gì thấy ra. Khắp trong ba tánh trẻ già tự mình xét lấy tất là hiểu ngay. Lòng mình hiểu hơn ai khỏi cần phải hỏi người ngoài làm chi. Quy y mà được hành y đạo nào cũng đắc y quả chi cũng thành. Còn tu mà chẳng chịu hành như trồng không tưới cõi nhành heo khô. Miệng mô lầm chẳng chịu mô mô bao nhiêu cũng như hồ mắt mưa. Dân hương cúng Phật sớm trưa thành tâm rồi sẽ tay đưa lên đầu. Lại hay không chẳng chấp đâu chỉ cần người thật tâm cầu Như Lai.
Những người trước Phật lại dài về nhà làm ác Phật ngày đâu vui. Tôm thâu vơ biết của người đem ra cúng Phật, Phật trời chứng đâu. Phật trời hiểu rộng thấy sâu, người nên thành ý chứ âu làm trò. Của mình một tí đem cho, giá hơn của cướp mấy kho sôi vàng. Phật là khắp cả thế gian, muôn dân cho Phật phải sáng cho người, người xong thì Phật cũng rồi. Bỏ người theo Phật, Phật đi trời cũng xa. Xưa kia còn như Thích Ca, vật chỉ cùng bố thí ra cho người. Đạo cao nhờ rộng độ đời, bỏ đời không độ trái lời từ bi. Lối tu im thế bỏ đi, cần nên hỗn tục tùy nghi độ đời. Bằng tiền bằng sức bằng lời, bằng nhiều phương tiện giúp người tình mê. Ở quê thì dùng lối quê, ở thành thì phải cần thuê lối thành. Tùy thời quá độ nhân sanh, văn minh phải lấy văn minh đi độ người. Văn minh đạo khác hơn đời, đời thời minh giả đạo thời minh chân. Đời minh chỉ ở xác thân, đạo minh vật chất tinh thần cả hai. Đem minh trong độ minh ngoài, độ người thì phải cho hay hơn người. Vào đời mới độ được đời, cột con muốn bắt phải chui hang hầm. Chẳng cùng sanh chung hợp xung, khó làm cho họ quy tùng đường tu. Độ khôn chỉ mất một xu, độ ngu phải tốn mấy lu tiền đồng. Độ khôn chỉ nói một dòng, độ ngu phải thuyết mấy chồng kệ kinh. Chớ quên ca nước chim cành, độ người phải nhắm cánh tình người ta. Bệnh nào thuốc nấy cho hòa, y sư tùy chứng cho toa kẻo lầm. Chúng sanh còn lâm chấp tâm, nếu không khéo độ sẽ làm mất duyên. Tục làm cho trở nên tiên, khó hơn bảo dưỡng đừng truyền trên cây. Cho nên từ trước đến nay, tu nhiều nhưng rất ít ai được thành. Không tìm ra được mối manh, gỡ cho đến chết rối đánh vẫn còn. Biết rồi dễ lắm ở con, chưa thông rất khó như lòn trong gai. Chớ nên chế nhạo một ai, khi mù ai cũng lấy tay mà rờn. Chưa xem nên mới còn ngờ, thấy rồi đâu có bao giờ sanh nghi. Đạo nghe rồi thật hành đi, hành cho đúng cách quyền vi sẽ tường. Bảo tu vì bởi yêu thương, của trần chẳng hưởng còn lường gạt ai.
tử sanh Phật đã đứng ngoài nhìn vào sanh tử muôn loài thương tâm. Hết lầm dắt kẻ còn lầm mù, không nghe sáng đường tầm sao ra. Bảo tu như lửa cháy nhà, chứ đâu phải việc ngâm nga giải buồn. Cái kinh nhiều kẻ đọc xuống, như chim học nói như luồng gió qua. Không tìm nghĩa Phật thuyết ra, làm sao hiểu chỗ sâu xa nhiệm màu. Lắm người nói đã tu lâu, chỉ tu ở bộ sòng nâu bề ngoài. Miệng trai mà chẳng tâm trai, đau trong mà cứ chữa ngoài sao tiêu. Nói sao làm vậy một chiều, miệng tu lầm cũng tu theo tất thành. Người lành sanh ở cõi lành, kẻ hung thì phải sanh thành cõi hung. Giả tu cõi Phật khó chung, chúng sanh cần phải thật lòng nhập môn. Thật hồn thì được còn hồn, thật thân thì được giữ thân lâu dài. Ở trong đời bất luận ai, giai đời tất phải đầu thai trong đời. Của giai thì phải trả lời, nay ăn một miếng mai thời trả hai. Hiện thời chịu lắm nàng tay, tội nơi tiền kiếp đã vay quá nhiều. Sướng bao nhiêu khổ bấy nhiêu, vui trong nghiệp ác là điều không vui. Quả nào là quả chẳng mùi, nghiệp nào là nghiệp chẳng hồi trả đưa. Đời tàn như giông gặp mưa, trả dài trước mắt không chờ đợi lâu. Lưới trời thưa chẳng lọt đâu, tiền mà phạm giới cũng thôi lại phạm. Việc chi dù lầm muốn ham, nếu không chính đáng cũng cam nhịn chừa. Dục tâm biết lượng sao vừa, ham rồi ham nữa bao giờ hết ham. Ham trong nhất khắc chừa kham, được vui muôn thuở được làm siêu nhân. Thân trần ai cũng thân trần, khác nhau ở chỗ tinh thần tục tiên. Tục dù sang mây cũng hèn, tiên dù hèn mây cũng thiên hơn đời. Còn sanh còn chịu luân vơi, hết sanh hết bị chôn nơi cõi trần. Luân suy cho đủ xa gần, đạo màu ở chỗ tinh thần bất di. Đậy lòng bác ái từ bi, cứu đời chẳng chút tiếc chi với đời. Là chân đệ tử con ơi, phổ thông đạo lý đến hơi cuối cùng. Tu không đợi lúc già dùng đạo, không chờ đến đời cùng mới khai. Tu vì muôn hết đầu thai, đạo vì cứu kẻ mê sai mà truyền. Dù không có cuộc biến thiên, cũng tu cho khỏi nghiệp duyên luân hồi.
huống là gặp lúc tận đời sự tu càng phải trao dồi nhiều hơn. Người sờn sanh tử không sờn, chẳng tu hết nghiệp người còn bào thai. Hễ sanh phải tử chừa ai, tử sanh còn chịu thành thai bao giờ. Nghe lời Phật mách quyền cơ, vượt qua bể khổ lên bờ giác linh. Sầu ưu hết buộc lấy mình, cùng hàng Bồ Tát kết tình trường sanh. Các ma bệnh hết quanh hành, tử thần cũng chẳng dứt dành mạng căn. Cảnh vui còn cảnh não bằng, bất sanh bất diệt niết bàn là đây. Mau tu chưa trễ phút giây, mong đời như bông xế tây non đài. Thấy con nhăn nhó mắt mài phòng đơn bông, chiếc lòng này thêm đau. Từ xa mượn ngọn huynh hào, cùng con hội ngộ đi trao lời lành. Giờ đây cùng đã thâm canh, mộng trần đang nhốt chúng sanh ta bà. Xác tuy còn thở vào ra, nhưng hồn đã bị chúng ma lưu đày, mộng thân chỉ một đêm ngày. Mộng tâm thì nó kéo dài muôn thu, thân tâm nhốt giữa ngục tù, đớn đau vô lượng khổ sầu vô biên. Cảnh này cứ mãi tiếp liên, lòng từ bi há ngồi yên mà nhìn. Cứu dân được khỏi cực hình, thầy trò mới được thoa tình từ bi. Thuyền từ xuôi ngược cứ đi, khách chưa tới bến dễ gì thuyền ngân. Riêng mình dù khổ cũng ưng, miệng cho ba tánh xa gần được vui. Tình yêu nhân loại không nguôi, bỏ thân thì chịu, bỏ người thì không. Luôn luôn nuôi chí đại đồng, bốn phương trời chỉ một lòng yêu thương. Tạo nên thế giới thiện lương, sống thì hạnh phúc thác nương Phật đài. Thương nhau như một bào thai, nhìn nhau bằng mắt đắng cay không còn. Bao nhiêu tình cánh heo vôn, tàn như nắng tuyết không còn diễn ra. Bắc Nam đồng chí hảo hoàng, người người lạc nghiệp nhà nhà an cư. Điều này phải được y như đạo khai trước muốn cho người bấy nhiêu. Đêm nay chỉ có mấy điều con nên truyền lại cho nhiều người nghe. Lửa tuy chỉ có một que, khéo mồi ra cả muôn nhà sáng trưng. Đến đây thì Phật lui chân, để ta ở lại một thân nơi phòng. Cảm ơn nước mắt nhỏ ròng, ta sao hết được tấm lòng từ bi. Trải qua nhiều thuở nhiều kỳ, Phật không tiếc một điều gì với ta. Lời này ai được nghe qua, nên suy nghiệm kỹ rồi mà tu theo. Nước hồ nào được trong veo, thì soi thấy bóng như nhau khác gì.
với ai Phật cũng từ bi, chứ nào Phật có riêng gì cho ta. Những lời của Phật thuyết ra muôn cho ba tánh gần xa được tường. Nếu ai cùng Phật một đường, tức là Phật cũng tùy phương giáo truyền. Trẻ già nên ráng tu hiền để nghe được phép bí truyền Thế Tôn. Ít hàng nhắn gửi hương thôn, đến đây xin tạm ngưng dòng bút nghiêng. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát.